Đây là một trong những món mà mình thấy có cái tên kỳ lạ nhất, gọi là chè mà lại không phải chè. Và mình thử tìm hiểu thì cũng không thấy có cách giải thích rõ ràng tại sao nó lại được gọi là chè lam. Tình hình là từ khi có bầu mình hay lướt TikTok thèm cái nọ cái kia, xong rồi đặt về ăn thử nhưng mà cũng có cái thích cái không. Món chè lam này thì mình thấy ưng cái bụng nên là mới chia sẻ nhá. Mình mua combo 3 vị mật, nếp, gấc của Hồi Ức 1997 farm. Bao bì thì rất là đơn giản thôi nhưng mà có ghi rõ thành phần của từng loại nha. Không thấy có chất bảo quản này kia đâu. Chẳng hạn nha, chè lam mật thì có mật mía, mạch nha, đường kính, vừng nõn, lạc, gừng ta, bột nếp cái hoa vàng và ngũ vị. Toàn những thành phần dân dã và quen thuộc. Cái lớp bột áo ở đây được cho sẵn khá nhiều nên là không lo cắt bị dính dao đâu. Và cũng rất tiện để bảo quản nữa. Quê mình thì ở miền Trung nên là hồi nhỏ mình không biết đến cái loại bánh này đâu mọi người. Sau này mình ra Hà Nội học đại học, xong rồi đi làm, ở lại đây, dần dần thì mới biết thêm nhiều loại đặc sản miền Bắc và mình rất là thích khám phá các loại đặc sản nha. Cái mà mình băn khoăn nhất khi đặt mua chè lam đấy là mình không biết liệu cái loại này nó có bị ngọt quá không. Nhưng mà trộm vía ghê, cái chỗ này người ta bán rất là vừa phải, nó không bị ngọt quá đâu. Mọi người có thể đọc thêm phản hồi của nhiều người trước khi quyết định mua nhé. Bánh mềm mềm, dẻo dẻo, hơi bị dính răng nhẹ thôi. Có vị bùi bùi của lạc giang và cái vị cay thơm của gừng. Mình bày một cái mâm trà chiều như này cho hai vợ chồng vào hai ngày cuối tuần liên tiếp, xong rồi nghỉ cả tuần mới ăn lại. Dù không bị ngọt nhiều nhưng nó vẫn là đường, là mật mía các thứ mà. Bảo quản được 3 tháng nên là cứ thông thả mà ăn thôi.